Chào các bạn, hôm nay mình chúng mình cùng chia sẻ kinh nghiệm hàn một chiếc bánh xe 360 độ để chế lắp vào cái xe đi bán hàng lưu động. Thì cái này, cái bi này, trong cái bi này là nó có răng bằng nhựa và có dầu mỡ. Thế bây giờ mình hàn để làm sao mà cho nó khỏi bị chảy cái nhựa này và không chảy được dầu mỡ, để hạn chế chảy dầu mỡ và đặc biệt là không chảy được cái phần nhựa này để nó bảo vệ dầu mỡ khỏi đất cát cái bẩn đấy. Thế thì ta thế này, sau thời gian làm thì tôi rút kinh nghiệm ra là ta lấy nước đấy, lấy một thùng nước thả cái bánh xe là sao cho nó ngập đến đây nhá. Cái này thì nó không được ngập cả nhưng mà không quan trọng. Đấy. Mục đích cái nước này để nó tản nhiệt. Dương cầm vào đây. Đây nha, nước nó sẽ tản nhiệt. Thì nó sẽ giảm độ nóng. Trước tiên ta đính ở các góc nhé để cho nó cân này, cho nó dính đã. Nóng rồi, dúng luôn nước. Sẵn nước thì dúng luôn. Đấy, nên nó không phải bạn. Hoàn toàn ngon nghe. Hoàn toàn không thể chảy được dầu mỡ, không chảy dầu mỡ, không hỏng được nhựa. Rồi, ta bắt đầu lắp xe.